Đầu tiên chúng ta sẽ so sánh các chân của hai cái công tắc chính này. Thì đối với loại ngắt âm á, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có 12 chân. Hai chân dương. À, đây là hai chân dương. Đây hai chân dương đây. Rồi, hai chân âm. Đây là hai chân màu đen đây. Rồi tiếp theo là hai chân của tài xế, ra motor tài xế. Đây hai chân của tài xế và 6 chân đi về công tắc phụ. Đây 2 4 6 chân về công tắc phụ. Vậy tổng cộng là nó sẽ có 12 chân. Riêng cái công tắc bên điều khiển loại ngắt âm á, thì nó sẽ loại ngắt dương á, thì nó sẽ có 11 chân. Thì nó gồm có chân số 1 là chân này. Chân số 4 tức là hai chân chúng ta thấy màu đỏ đây đó là chân dương đúng không? Nhưng mà nó là nó dương khác với chân bên đây ha. Dương bên đây, hai chân dương đây là hai chân cấp nguồn. Còn đây là chỉ có một chân cấp nguồn thôi, còn một chân là cấp nguồn xuống cho các công tắc. Thì đây là chân số 1 đây, chân số 4 đây. Rồi ngoài ra nó sẽ có hai chân về tài. Đây hai chân về tài. Và 6 chân về công tắc phụ và có một chân âm. 6 chân về công tắc phụ và một chân âm. Các bạn lưu ý ha. Hai công tắc này là cái công tắc mà tôi có tôi chia sẻ ra như vậy chứ nó không phải là tất cả nha, không phải tất cả các công tắc ngắt âm nó đều là như vậy, ngắt dương nó đều là như vậy, mà chúng ta xem xét một tình huống để chúng ta có một cái nhìn cơ bản về nó nha. Còn các trường hợp cụ thể thì tùy theo nhà chế tạo chứ nó không có là trường hợp cái nào nó cũng là như vậy hết nha. Đây là hai công tắc, đây là loại ngắt âm, đây là loại ngắt dương. Đây cái loại ngắt âm thì chúng ta thấy có hai chân dương, hai chân âm. Và các chân này là nó đi về như chân của tài xế thì nó sẽ đi về motor bên nâng hạng của bên cái motor tài. Còn ba sáu chân này thì nó sẽ đi về các công tắc phụ để điều khiển cửa sổ. Và cũng tương tự như vậy bên đây ha. Thì bên đây nó khác cái là nó đây nó cũng thấy là chúng ta thấy cũng có hai chân dương, nhưng mà cái cách mà nó bố trí nó sẽ khác đi. Đây là chân âm, có hai chân auto này của tài xế, rồi hai chân này của khách, sáu chân này là của khách, là đi về công tắc phụ á, của khách. Thì bây giờ chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ so sánh về cái chân dương á. Thì chân dương trên cái công tắc loại ngắt âm, đây là hai chân dương này, nó chính là hai chân dương này, nó chính là cái nguồn cấp cho công tắc chính, nó là cái nguồn cấp ha. Đây là hai chân dương này, là chúng ta nhìn thấy siêu độ mạch điện này, chúng ta thấy nè, đó, khi là hoạt động thì cái relay này được cấp điện này, thì tức là cấp điện dương vào cho công tắc chính, tức là hai chân này là hai chân nó tương đương với nhau. Còn riêng với lại cái loại mà ngắt dương á, thì ở đây cũng vẫn là hai cái dây màu đỏ, đây là chân số 1 và chân số 4, nhưng mà cái tính chất thì nó sẽ khác nhau. Tức là chân số 1 này nó sẽ có tính chất giống như hai chân dương ở bên ngắt âm. Đây là khi cấp điện công tắc máy thì tiếp điểm relay này đóng xuống thì là cấp điện dương vào chân số 1 của công tắc chính. Nhưng mà chân số 4 này nó sẽ có dương hay không thì tùy thuộc vào cái công tắc lock, tức là cái công tắc này nè, công tắc nhỏ là công tắc lock cửa sổ đó. Khi công tắc này ở trạng thái là không có lóc cửa đó thì công tắc này nó sẽ đóng lại, tức là lúc này chân số 4 sẽ được nối với chân số 1 và sẽ được nối với dương. Còn nếu mà cái công tắc này ở trạng thái lóc, tức là khi nhấn cái này để mà lóc cửa đó, thì cái này nó sẽ cái tiếp điểm này sẽ mở ra, thì lúc này chân số 4 sẽ không nối với chân số 1, tức là chân số 4 này cũng là không nối với cái nguồn dương. Thì lúc này là chân số 4 này nó lại nối xuống với lại các chân của công tắc phụ, thì nó sẽ mất dương của công tắc phụ. Thì chân dương của cái công tắc của bên ngắt loại ngắt âm á, thì nó chỉ là cái nguồn cấp vào thôi. Bây giờ khi chúng ta đo thông mạch á, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ kêu hoài. Chập vô ha. Đây để thấy cho mình, để cái đèn thử. Rồi bạn chập vô đi. Đó, nhưng mà khi chúng ta nhấn lock nè. Nhấn lock buông ra. Nhấn lóc buông ra. Đó, nhấn lóc. Không nhấn lóc nó cũng vẫn kêu. Nhưng mà khi mà chúng ta qua cái công tắc loại ngắt dương á, do nó là loại ngắt dương ha, thì khi mà cấp điện á thì chúng ta thấy nè, một đầu đây nè. Đầu đây thì khi chúng ta đấu thì thường chúng ta sẽ đấu xong tắt máy. Thì xong tắt máy rồi nó sẽ đi qua bên công tắc đây.
xong nó đi ra cái chân này. Thì lúc này á, là cái công tắc này bây giờ là trở thành ra là một cái công tắc, nó là trở thành công tắc giống on off vậy đó. Thì khi mà chúng ta nhấn công tắc này nè, tắc này cái nè, thì nó sẽ ngắt hoặc là không ngắt hai cái dây này với nhau đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem nè ha. Rồi giờ là cái này là không nhấn nè, không lóc nè, lóc nè, không lóc nè, cái này là lóc nè. Lóc thì hai chân này nó không nối nhau thì đèn nó không kêu, đèn nó không sáng, còi nó không kêu. Bây giờ nhấn lóc nè, tức là không khóa kính đó, thì hai chân này nó thông với nhau. Tức là gì? Tức là hai chân đây chỉ là đơn thuần là hai chân nguồn, còn hai chân bên đây thì sẽ có một chân là chân nguồn, là chân này, còn chân này là chân vào nè, ngoài chân này là chân ra. Và công tắc này chính là công tắc nó sẽ kết nối hai chân đó với nhau đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thấy nè, nó ngắt âm như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối cái chân của bên khách đó, chân số 1 với chân âm. Vừa rồi chúng ta nhìn theo cái công tắc bên đây ha, chúng ta thử qua chân số 1 và chân số 4. Ở chúng ta để hai cái que kiểm tra nè của cái đồ đo đó vào chân số 1 và chân số 4. Thì lúc đó chúng ta nhấn cái công tắc lock và unlock này nè, công tắc lúc nãy chúng ta nhấn đây nè ha, thì là cái bộ báo này nó sẽ kêu, tức là lúc nó sẽ báo thông mạch giữa chân 1 với chân 4 này thôi. Là do chúng ta nhấn cái lúc cái công tắc này thì nó sẽ nối hoặc không nối giữa chân 1 và chân 4. Rồi bây giờ tiếp theo á, là bây giờ chúng ta sẽ coi cái bên cái ngắt âm này ha, cái bên ngắt âm này thì đây chúng ta xem đây nó có công tắc ngắt âm ha. Đây ngắt âm đây, thì khi mà chúng ta nhấn hoặc không nhấn cái nút lock đây, nhấn nút lock đây thì nó sẽ làm cho 6 chân này, đây hai chân này, chân 5, 12, 19, 11, 14 này sẽ thông với lại hai chân mát. Tức là khi chúng ta nhấn lock khóa cửa của tài xế dưới đây thì nó sẽ 6 chân này nó sẽ ngắt âm, còn khi nó unlock á thì nó sẽ cho nối âm. Gầm chúng ta để cố định đi. Rồi giờ chúng ta để luôn cố định như chân số 1 đi, cho nó để cố định luôn. Đó thì thấy chúng ta thấy nè, do lúc này chúng ta chưa có nhấn lock nè ha. Đó, lúc này là coi như là chưa có khóa lock ở dưới bên khách á. Đó, thì hai chân này thông nhau, tức là chân đi xuống dưới công tắc á là nó được cấp mát. Còn ở đây giờ khi chúng ta nhấn nè là nó ngắt mát đi nè. Không, là chân này bây giờ chân này nó không còn thông với chân mát này nữa. Đó là nó ngắt mát. Và tương tự vậy cho chân số 2, số 3 ha. Bây giờ chúng ta làm qua bên chân này coi sao ha. Chúng ta cũng vẫn là một chân giống như bên công tắc bên đó đó. Chúng ta để coi. Cái chân số 1 cũng chân vô mát này. Rồi bây giờ nè, bây giờ nhấn lock nè. Không. Nhấn hoặc không nhấn lock thì nó vẫn là kêu. Bởi vì sao? Bởi vì cái này nó không ngắt mát. Nha, nó không có ngắt mát ha. Và khi chúng ta có dịch chuyển đi chăng nữa thì chúng ta như thế nè. Giờ chúng ta nhấn lock nè. Lock hay không lock gì á nó đều vẫn kêu, dịch chuyển qua chân kế tiếp. Đây là qua bên cái motor của khách thứ hai nè. Không nhấn nó cũng kêu. Đó, bởi vì là bây giờ nó cái loại này nó không có ngắt mát nên mát lúc nào nó cũng có hết. Rồi bây giờ mình coi lại cái đây nè ha. Cái đây thì nó lại ngắt mát thì nó lại khác. Giờ chúng ta sẽ thấy mát nè. Giờ chúng ta dịch qua chân bên hai đi, bên khách hai. Chúng ta thấy nè, nhờ tôi nhấn nè. Đó, cái này là unlock nè. Là không khóa cửa sổ đó. Lock nè. Và khi đấu dây thì cái loại ngắt âm thì chúng ta thấy ba cái chân dương đó, 1 2 3, ba cái chân dương của công tắc phụ á thì chúng ta thấy sẽ nối trực tiếp ra đây, cùng với hai chân dương cấp cho công tắc chính đây nè, đây nối đây và cùng
đấu qua cái tiếp điểm relay, tức là cùng được cấp dương thường xuyên, không có phụ thuộc vào cái công tác chính này. Nhưng mà đối với loại ngắt dương á, thì chúng ta thấy là ba chân dương nè, đây 1 2 3, ba chân này thì được gom lại, lấy dương qua chân số 4, tức là lấy dương qua công tác chính. Khi công tác chính nhấn lock hoặc unlock thì nó sẽ là cấp dương hoặc là không cấp dương qua chân số 4 này đi đến các công tác phụ. Đối với cái loại ngắt âm á, thì ba cái chân mà cấp dương cho công tác phụ đây, thì chúng ta thấy đây ba chân này đó, thì chúng ta sẽ cấp dương thường xuyên cho nó, thì chúng ta sẽ đấu ở sau công tác máy đó, chúng ta đấu ở sau công tác máy. Các bạn sẽ trụng lại và đấu ở sau công tác máy. Còn đối với lại loại ngắt dương á, thì ba cái chân đây chúng ta thấy ha, ba chân mà cấp dương trong tác phụ đó đây, thì chúng ta sẽ lại đấu về công tác chính, cái chân mà cấp dương từ công tác chính đó, rồi giờ bạn cấp dương thì tức là ngoài cái công tác máy á, thì chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào cái công tác chính này, cái công tác tổng này mà nó cho cấp điện dương xuống thì nó mới được cấp, còn nếu không thì nó sẽ ngắt dương. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhìn lại ha, đây là cái mạch bên đây là mạch cấp ngắt âm. Bây giờ chúng ta sẽ cấp điện cho hai mạch để chúng ta cùng so sánh. Còn bên đây là loại ngắt ngắt dương, đây loại là loại ngắt dương. Thì về cái sử dụng á, thì nó hầu hết nó không có gì khác nhau hết. Chỉ có khác cái cách đấu đó một chút. Rồi bây giờ bạn sẽ vận hành hết đi, chúng ta cùng xem lại. Của hành khách phụ lên xuống công tác phụ lên xuống, rồi của hành khách sau lên xuống, rồi công tác phụ lên xuống, còn cố hành khách còn lại đây lên xuống, công tác phụ lên xuống, rồi xe ăn lắm của tài xế là không điều khiển được cho tất cả các hành khách như vậy. Còn tài xế vẫn điều khiển được cái của tài xế ha. Tài xế vẫn điều khiển được tài xế. Rồi ok, rồi đi qua anh đây. Rồi cái anh đây là cái ngắt dương. Đây là của tài xế. Lên. Xuống. Đây là auto. Rồi có hành khách phụ lên xuống, rồi hành khách lên xuống, còn có hai hành khách phía sau là lên xuống, công tác phụ lên xuống. Nhấn lóc đi. Rồi của tài xế không điều khiển được của hành khách. Rồi bây giờ khách đi, khách điều khiển đi. Khách không điều khiển được ha. Rồi còn tài xế điều khiển của tài xế coi. Đây tài xế vẫn điều khiển được của tài xế ha. Rồi,